Hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Cap video ngày hôm nay. Tôi chúng ta nói rất nhiều về tin tức hàng ngày các bạn, tại vì cái kênh này đã Thuần muốn thứ nhất là chia sẻ những tin tức mới nhất với các bạn và sẽ cố gắng phân tích để các bạn có thể hiểu được cái tin tức và tự đưa ra quyết định đầu tư cho bản thân của mình. Thứ nhì nữa là Thuần muốn chia sẻ cái quá trình đầu tư của Thuần với các bạn. Và thứ ba nữa đó là Thuần cũng muốn dùng kênh này để mà chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm hay là chia sẻ một chút xíu tâm sự với các bạn. Và chúng ta thấy là cho dù nói về tin tức, các bạn thấy là năm nào đó cũng sẽ có tin lớn này, tin lớn nọ, bất cứ thời điểm nào cũng sẽ có một câu chuyện. Và câu chuyện đó các bạn nghĩ là quan trọng nhất đối với thị trường, nhưng mà khi thời gian qua rồi các bạn mới thấy nhìn lại, thật ra nhiều câu chuyện không quan trọng như các bạn nghĩ đâu. Giống như chúng ta cũng đã nói tới những câu chuyện như liên quan tới Evergrande, chúng ta đã nói tới cách đây 1-2 năm rồi các bạn. Lúc đó ai cũng nghĩ là Evergrande của Trung Quốc sẽ là lý do dẫn đến suy thoái tài chính toàn cầu. Chúng ta nói tới rất nhiều những cái sự kiện trong nhiều bao nhiêu năm qua đó. Thời điểm đó là thời điểm mà các bạn cảm thấy đây là cái tin tức lớn nhất và ảnh hưởng tới cả cuộc đời các bạn, nhưng mà nhìn lại thì không phải đâu. Tới cuối cùng đó thì tất cả nó đều sẽ đi theo quỹ đạo, sẽ có những chu kỳ các bạn. Và chu kỳ được tạo ra tại vì thị trường luôn được vận hành bởi lòng tham và sự sợ hãi. Và Thuần cũng đã từng chia sẻ cái post này với các bạn cách đây cũng rất lâu rồi các bạn. Chúng ta đã thấy là cái post này được chia sẻ vào thời điểm cực kỳ ảm đạm của thị trường, đó chính là tháng 11 của năm ngoái. Và chúng ta thấy là thời kỳ khó khăn tạo nên phe mạnh tạo ra thời kỳ tốt tạo ra phe yếu và phe yếu tạo ra thời kỳ khó khăn. Và chu kỳ nó mãi lặp lại như vậy, và nó không những là chỉ đúng đối với lại thị trường crypto mà nó đúng đối với thị trường tài chính nói chung, và ngay cả các bạn nhìn thấy được là thế giới vận hành nó cũng sẽ là như vậy. Và những bạn nào mà đã ở đây sau năm 2022 đầy khốc liệt đó, thì các bạn đã là phe mạnh rồi. Kế tiếp thì các bạn đã thấy phe mạnh sẽ tạo ra thời kỳ gì. Đây là một bài liên quan đến chu kỳ tâm lý thị trường và làm sao để tận dụng nó trong việc đầu tư. Hãy tưởng tượng bạn đang ở một vùng quê yên bình, nơi mà mọi thứ đều tuân theo nhịp điệu của tự nhiên. Bạn gặp một người nông dân già, người đã dành cả đời mình để canh tác. Trong một buổi chiều tĩnh lặng, ngồi dưới bóng cây cổ thụ, ông kể cho bạn nghe về bí quyết của mình trong việc trồng trọt và thu hoạch. Và ông kể là mỗi một loại cây đều có chu kỳ sinh trưởng của nó, giống như là cây lúa từ khi gieo hạt cho đến khi thu hoạch, mỗi giai đoạn đều quan trọng và cần sự chăm sóc khác nhau. Và nếu bạn hiểu rõ chu kỳ này, bạn sẽ biết khi nào nên gieo hạt, khi nào nên tưới nước và khi nào là thời điểm thu hoạch tốt nhất. Điều này làm tôi liên tưởng đến thị trường tài chính, mà đặc biệt là thị trường crypto. Mỗi giai đoạn của một chu kỳ, từ tăng trưởng, đỉnh điểm, suy giảm cho đến khi mà phục hồi, đều có những dấu hiệu và cơ hội riêng. Nếu như bạn hiểu rõ các giai đoạn của một chu kỳ này, bạn có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh, giống như giai đoạn nào là lúc gieo hạt và đâu là thời điểm tốt để có một mùa bội thu. Chu kỳ thị trường là một chuỗi các giai đoạn mà một thị trường tài chính trải qua, phản ánh sự thay đổi trong giá cả, giao dịch và tâm lý của nhà đầu tư. Như vậy, để hiểu chu kỳ thị trường không chỉ giúp cho nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận mà còn giúp cho họ quản lý rủi ro một cách hiệu quả, tránh được cảm xúc tiêu cực như là sợ hãi hoặc là tham lam. Những yếu tố đó thường xuyên dẫn đến các quyết định sai lầm. Và các bạn thấy được là một cái chu kỳ không chỉ riêng là crypto của bạn, mà thị trường tài chính sẽ có bắt đầu là từ tích lũy, tăng giá, phân phối và giảm giá. Và một cái tài sản mà nó đi theo những chu kỳ này và có sự tiến triển dài hạn, đó chính là một trong những tài sản mà các bạn có thể là đầu tư dài hạn được. Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.